Chào mọi người nha. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đang thiếu thốn lương thực và rau củ quả. Nhiều khi có tiền cũng không mua được nha, và cũng nhiều khi là nhiều khi có những người gặp cảnh rất là khó khăn và không có khả năng mua. Đó, thì em ở đây nha, của ít lòng nhiều, tất cả đơn đã được cống thùng hết. Rau củ quả tất cả được đưa về và bây giờ là sắp chiều nay sẽ chuẩn bị đưa lên Hồ Chí Minh. Nha, của ít lòng nhiều, ai có điều kiện kinh tế thì có thể hỗ trợ phụ cho bên em nha, hỗ trợ phụ cho bên em để bên em có đủ cái điều kiện, để có điều kiện để được bên em có thể duy trì công việc này được lâu và dài hơn nha, để hỗ trợ cho Hồ Chí Minh mình. Còn nếu như ai thật sự không có điều kiện thì em gửi tặng 0 đồng hoàn toàn miễn phí vận chuyển cho mình, chỉ cần đưa địa chỉ số điện thoại, bên em sẽ gửi cho mình tới nơi cho mình, rồi mình nhanh chóng nhận hàng. Tại đây là rau củ quả gửi bằng shipper chứ không phải là gửi bằng xe cộ, cho nên là tới nơi chị em mình nên nhận ngay và liền giùm em nha. Nó lưu ý giùm em cho mọi người xem, đây rau củ quả tất cả đã được đưa về đây đó, rồi đây là những thùng hàng đã được rau củ quả đi nha, ở trên nhà trên nữa nha đó, và còn ở ngoài đó, ngoài chưa kinh doanh hả cha, còn ở ngoài nữa rất là nhiều nha. Rồi nha cả nhà mình nha, ai mà thật sự khó khăn thì nhắn tin qua Facebook cho em, Facebook em là Nguyễn Kiều Xuân Nữ, vào Facebook của em nha để đặt nha. Còn nếu như ai mà mình đang có điều kiện kinh tế mà mình không mua được rau củ quả đó thì có thể hỗ trợ cho bên em một phần, thì bao nhiêu cũng được, mình muốn hỗ trợ bao nhiêu tùy lòng của mình nha, và mình muốn lấy bao nhiêu thì tùy lòng của mình. Thí dụ nữ ơi, thu hộ giùm chị 100.000, em lấy cho chị 2 thùng được không, nhà chị đông người, ok em gửi. Hay là nữ ơi, em phụ chị số tiền hơi khá xíu, nhưng em không cần nhiều, em cần thùng nhỏ thôi cũng được, ok em sẽ gửi. Tại vì có rất là nhiều người họ chuyển tiền cho em, họ không cần đòi hỏi gì hết, hoặc là họ chuyển tiền cho em họ chỉ cần một cái thùng nhỏ thôi. Nói là còn rất nhiều người cần hơn chị, tại vì chị neo đơn có một mình, hoặc là có, nói tóm lại rất là nhiều cảnh nha. Một khi em làm việc này thì em không sợ tai tiếng và em đạp trên dư luận em đi. Ai có suy nghĩ tiêu cực, ai có những suy nghĩ trái chiều thì mình nên bỏ bớt cái lòng ích kỷ của mình ra, và mình cũng nên bỏ bớt những cái gì đó mà gọi là không có suy nghĩ tiêu cực đó. Nếu như mà ai cũng suy nghĩ như thế thì không gọi là Việt Nam đâu mấy chị. Không sợ người không có tiền, chỉ sợ người không dám làm thôi. Mình không dám làm đừng nên kêu ca bất cứ một cái gì hết nha. Em không sợ tai tiếng, em không sợ tốn tiền. Em bán hàng, em lời bao nhiêu em sẽ phụ vô đây, và ai cho bao nhiêu em phụ vô đây. Em khả năng em bao nhiêu thì em làm tới bấy nhiêu, khả năng em hết thì em ngưng nha. Được nhiều người ủng hộ thì khả năng này được lâu dài hơn, chỉ vậy thôi.